Pháp Vương vô thượng tôn tam giới vô luân thác thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi tự phụ những niệm quy năng diệt pháp kỳ nghiệm xưng dương nhược tăng thăng ứng kiếp mạc năng tăng năng a lệ sở lệ tấn không tịch này cảm ứng đạo giáo nan ngày tư nghi ngã thứ đạo tràng như đế châu thầm phương chư Phật ấy anh hiền trung ngã thân anh hiền chư Phật ấy tiền đầu diêm tiếp tục quy mãn lệ chỉ tâm mê đảnh lệ nam mô tăng không biên pháp giới quá hiền vì lai thầm phương chư phần tôn pháp hiền thấm tăng thường trụ ấy tam bảo chỉ tâm đẳng lệ nam mô ta bà giáo chủ bổn sư phần đường lai hạ sanh di lần tôn phần đài thi văn thù sư lai bồ tát đại hành phổ hiền bồ Pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thương Phật Bồ Tát chi tâm đảnh thế giới đại từ đại bi di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ Phương Bồ Tát thánh tình đài hai chúng Bồ Tát
Nguyện giải như lai chân thiện à.
Tát thân tung tòa khởi thiên đáng hữu kiên. Hiệp chương ứng văn như ta thì ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quan thế âm phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thương nhờ vô lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quan thế âm bồ tát nhất tâm sân danh quan thế âm bồ tát tấn thời quan kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát như trì thì quan thế âm bồ tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát ngoài thân lưng có nhượng vì đặc vì sở phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ưng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng ngô vánh trăng cháu đang bao nhầm ư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhường hữu này chỉ những nhân xưng quang thế âm bồ tát danh già thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng chỉ thì nhân duyên danh quang thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng quang thế âm bồ tát danh già sợ bị sơ chấm đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tát danh gia thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phùng gia hại thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hệ kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tâm đoàn hoài thức đắc giải thoát nhờ tam thiên đại thiên quân đô mãn trung hoàng tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiên nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương nhất tâm xưng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng nhờ xưng danh già ư tứ oán tạc đương đăng giải thoát chúng thường nhân văn câu phá thinh ngôn nam mô quan thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tinh đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đa hư dâm dù thương niệm cung kinh quan thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh quan thế âm bồ tát cường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm kinh quan thế âm bồ tát tiền đắng ly si vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường hữu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng
dung cờ nơ tiếng sanh đoán chánh hiệu tướng chi nơ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phong hữu nhân lắm đương thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân vừa chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tăng ý thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận y vô tán bánh phần ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận y bồ tát thiên nam tử như hứa quan độ chúng sanh ứng vì Phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp mừng vì bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiện bích chi Phật thân nhi vì thuyết pháp mừng vì thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vị thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ứng di tỳ sa môn thân đăng độ gia từng hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp ứng di tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ứng di trưởng giả thân đăng độ gia từng hiện trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng độ gia tấn hiện cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp vâng a di tế quan thân đăng độ gia từng hiện tế quan thân nhi vị thuyết pháp vâng di bà la môn thân đăng độ gia từng hiện bà la môn thân nhi vị thuyết pháp vâng di tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân đăng độ gia bà la môn phụ nữ thân đăng độ gia từng hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp ứng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia từng hiện đồng nam đồng nữ thân nhi
pháp mừng vì thiên long gia xoa càng tăng bằng. A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đăng thân đăng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng vì chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò tận ý thì văn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình vô chư quốc độ độ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát mà hà tác ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô ý vàng vô tận y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời vàng ca quan thế âm bồ tát đương mừng thư bồ tát ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làm phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mơ ni phân nhờ phân phong đa ba phân tháp vô tận y quang thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tận y bồ tát di kệ vân vi thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái lên kim bấn tư nghị thị đa thiện ứng phân phan đài thánh tình nguyện ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đài hoa khanh niệm bi quán âm lờ hóa khanh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niệm bi quán âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bi quán âm lần bất năng tồn nhân mau hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quán âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quán âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quán âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niềm bi quán âm lờ hoàng trước ở bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng niềm bi quán âm lần thời tăng ba
ca cam hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niềm bệ quán âm lờ tờ tấu vô biên phương hoang xa cầm phục ý khí đồng yên hóa nhiên niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô niềm bi quán âm lớn ngưng thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quan đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cáo thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lời chân từ diệu đại phân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quang thế âm tình thanh ư cô nào tự anh năng về tăng y họ của những thế công đơn thư nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì địa bồ tát thế thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế thôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam đường trì thế nhãn cao đơn ba theo và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha phổ đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn ma ni ba di hồng an 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 ma ni ba di
hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di hồng ăn ma ni ma di ma ni văn di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Ấy Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát
Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát,
Tát hành thăm ban nhã ba la mừng đã thời chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế vô ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh thờ thì không không tân thì sanh thọ tư hành thân về phụng như thì xa lợi tư thì chư phá không tương bớ sanh bấn gì bấn cơ bấn tình bấn tăng bấn giam thì cố không trung vô sẵn vô toàn tương hành thờ vô nhang nhị tế thì thân ý vô xa thịnh hương về sông phá vô nhạc giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tần này chi vô lào từ diệt vô lâm từ tần vô có tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn cưu canh niến bàn tam thế chư phật ê văn nhà ba la mừng đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì văn nhà ba la mừng đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bấn hưng cô thiền văn nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tăng nam bà tì A di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tỳ a di đà na tỳ nam bà tỳ a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đà đô bà tề a di đà đa ta đa bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sanh ê tướng hào quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên chuyên ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số cửa bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô
Chúng sanh
Dầu trong bình liên miên khó cực, ai niệm danh ngài làm mà từng khỏi ngài, bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chi cả, phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam. Một cảnh tiếng mây lam che phủ, nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài, dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thằng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra, Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiện không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em.
trong khổ hải đò từ vấn đời và chúng sanh đưa tới lạng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo ấy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại Bi Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam mô Tông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thượng hành bồ tát đạo ai nguyện sanh tây phương tịnh độ trung ma cứu Hoa cài kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát quy bằng lữ nguyện gì thứ không đứng ngang phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo
Tỳ kheo ni ưu ba ta
kheo ni ba tăng ba di tăng nhi về thuyết pháp mừng về trường gia cư sĩ thế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ giam từng hiền vô nữ thân nhi về thuyết pháp mừng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp mừng A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ giả thân già hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò tận ý thì đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô uy dạng cô tần y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm như thời vàng ca quan thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long già xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân phi nhân đắng thọ kỳ anh làng phân tác nhị phân nhân phần phong thinh ca mâu ni phật nhờ phần phụng đa ba phần tháp vô tần y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới thời vô tận nghe bồ tát di kệ vân vê thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vị quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kệ đam vô tận nghe như thánh quan âm hành thiện ứng chư phương xa hoàng thể thăm như ái lên kim bất tư nghị thị đa thiên ứng phân phan đại thánh tình nguyện ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất công quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa khanh niệm bi quán âm lờ hóa khanh biên thành trì hoặc phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niệm bi quán âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bi quán âm lần bất năng toàn những mau hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quán âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quán âm lần đào
tầm đoan đoan hoài hoàng tô cấm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niềm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chưa đại vô niềm bi quan âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quan đồ vô sa băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tất linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cáo thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lời chân từ diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quan sư bố quân trần trung niềm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quan thế âm phàm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh năng vì tăng y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì đi bồ tát tơ thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam đường trì thế nhân không đừng ba theo và thuế thì phổ môn văn thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng ăn ma ni ba di 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 hồng ăn bác di hồng án ma ni 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 bác di hồng ma ni bác di hồng
Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế
Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân diệt phụng như thì xá lợi từ thì chư phá không tương bớ sanh bằng diệt bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô toàn tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhạc giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chi vô lào từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niếng bàn tam thế chư phật thì mạng nhà ba la mạng đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì mạng nhà ba la mạng đa thì đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hương cô thiền mạng nhà ba la mạng đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô
đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai à khi nào gặp nắng niệm ngài liền quan ai thế dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi mò cành tiếng mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngài hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiện không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ
bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thờ thân hành, vô biên thắng phước giải hồi hướng, ai vô nguyện phạm giới chư chúng người sanh. Tông vạn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ, nguyện tôi chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, mà cứu phẩm liên hoa về phù màu, hoa cài kiến phần ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát quy bằng lữ, nguyện về tự công đức. Phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quý Phật ấy đương nguyện chúng sanh, thế giới đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự quý pháp ấy đương nguyện chúng sanh, thâm nhàm kinh tạng trí huệ chúng sanh thống lý đại chúng.
Bồ
Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại
Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Sanh thờ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân diệt phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bớ sanh bằng diệt bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thì có không trung vô sắng vô toàn tương hành thờ vô nhan nhị tí thì thân ý vô xa thịnh hương vì sông phá vô nhàn giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tần này chỉ vô lão từ diệt vô lâm từ tần vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bàn tam thế chư phật y mạng nhà ba la mận đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri mạng nhà ba la mận đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hương cô thiền mạng nhà ba la mận đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di
Nam mô Đại
Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Đừng Quan Âm Oai Thần Lòng Lòng Quang A Thế Âm cứu khổ độ sanh này nếu ai có một niệm lành này ngài nghe tiếng ứng danh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang diệu thanh ấy chính là chi cả cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam mò cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thật nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài
Oai thần linh hiện không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài không phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quảng này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho, trong khổ hải đò từ vấn đời, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian, từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, tâm phương thường trụ tam bảo. Nam mô tha phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thờ thân hành, vô biên thân phước giải hồi hướng, vô nguyện phạm giới chư chúng người sanh, tông vạn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cứu phẩm liên hoa vị phù màu, hoa cài kiến Phật Ngộ Vô Sanh, bất thối Bồ Tát Vi Bàn Lữ, nguyện gì thứ không đứng ngang. Phổ cầm những thế đặng giữ chúng sanh, giai công thành Phật Đạo. Tự quý Phật đường nguyện chúng sanh, thế giai đại đạo ở Pháp
sinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đơn nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm ngoài thần lòng lòng vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan có lượng kiếp ta bà thế thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo độ thai
miền Nam hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay, cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiện đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô tha phương thường trụ tam bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thờ thân hành, vô biên thân phước giải hồi hướng, ai phó nguyện phạm giới chư chúng người sanh. Tông vạn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chợ minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cứu phẩm liên hoa khai kiến Phật Ngộ Vô Sanh, bất thối Bồ Tát Vi Bằng Lữ, nguyện gì thư không đứng ngang. Phổ cầm những thiên
Nhưng